Điện thoại của bạn đột nhiên rung. Có một thông báo. Không có gì quá ngạc nhiên, nhưng số điện thoại là số lạ. Bạn mở tin nhắn, nhưng không thấy có text. Chỉ có hình ảnh một nhân vật kỳ lạ mặc đồ đen, với khuôn mặt có hình dạng như đầu lâu một con chó. Ai đã gửi tin nhắn này, bạn nghĩ? Đây có phải là một trò đùa không? Bạn cố gắng gạt nó ra khỏi tâm trí và tiếp tục một ngày của bạn. Ngày hôm sau, có một tin nhắn khác từ cùng một số điện thoại này. Bạn mở tin nhắn và rồi lại thấy sinh vật có khuôn mặt sống đầu lâu chó đang nhìn chằm chằm vào bạn. Nhưng lần này, bạn nhận ra khung cảnh phía sau. Hình như tên này đang đứng trước cửa nhà bạn. Giờ thì bạn cảm thấy hơi lo lắng. Ai đó đang cố tình phá bạn. Bạn chắc chắn là vậy. Nhưng bạn có thể làm gì đây? Một vài ngày nữa trôi qua và bạn nhận được một tin nhắn khác. Bạn không cần nhìn cũng biết lại chính là số điện thoại đó. Bạn đã nhận được rất nhiều tin nhắn này trong vài ngày qua. Giờ thì bạn thực sự sợ hãi và chạy ra khỏi nhà, lấy xe đi. Bạn phải ra khỏi đây. Bạn lái xe và trong khi dừng lại ở một cột đèn giao thông, bạn quyết định xem thông báo mới nhất này và xem nó là gì. Đó lại là sinh vật kia. Nhưng lần này, đó là hình ảnh tên này đang ngồi ở ghế sau ô tô của bạn. Bạn đặt điện thoại xuống và từ từ quay lại. Xin chào, tôi là Tiến sĩ Bob. Và đây là SCP-1471, còn được gọi là Marlow phiên bản 1.0.0. SCP-1471 là một vật thể bất thường rất thú vị. Nó không thực sự là một sinh vật, một con quái vật hay thậm chí là một vật thể. Nó là một ứng dụng di động. Nó có kích thước 9.8 MB và có thể tải về miễn phí từ các cửa hàng ứng dụng trực tuyến, nơi nó xuất hiện dưới tên Marlow phiên bản 1.0.0. Không có nhà phát triển nào trên các cửa hàng, và có vẻ những ứng dụng này bằng cách nào đó đã vượt qua quy trình phê duyệt ứng dụng thông thường và xuất hiện trực tiếp trên các cửa hàng để phân phối rộng rãi. Sau khi SCP-1471 được tải xuống và cài đặt trên một thiết bị, sẽ không có icon, lối tắt hoặc tiện ích như các app thông thường. Nó cũng không xuất hiện trên trình quản lý chương trình sau khi được cài đặt. Có vẻ như không có cách nào để xóa nó. Trong vòng 3-6 giờ kể từ khi cài đặt ứng dụng, người có thiết bị sẽ bắt đầu nhận được tin nhắn hình ảnh bí ẩn. Tất cả những hình ảnh này sẽ có một điểm chung. Đâu đó tiền cảnh hoặc hậu cảnh là một sinh vật dạng người nhưng có đầu giống chó và có mái tóc đen dài. Sinh vật này đã được đặt số hiệu là SCP-1471A. Đôi khi trong 24 giờ đầu tiên sau khi SCP-1471 được cài đặt, thiết bị của người dùng sẽ bắt đầu nhận được các hình ảnh hơi khác so với trước đó. Những hình ảnh này vẫn luôn có 1471A, nhưng bây giờ các vị trí sẽ khá quen thuộc với từng người. Những hình ảnh này sẽ là những địa điểm mà cá nhân đó thường xuyên lui tới, như cửa hàng tạp hóa trong khu vực, trường học hoặc ở nơi họ làm việc. Những hình ảnh này sẽ tiếp tục được gửi cho đến 48 giờ kể từ khi hoàn thành cài đặt lần đầu. Khi đó, thiết bị sẽ bắt đầu nhận hình ảnh về những địa điểm mà cá nhân đó đã ghé thăm gần đây. Chẳng hạn như hình ảnh nhà hàng nơi họ đã mua bữa trưa 1 giờ trước. Cũng như trước đó, tất cả những hình ảnh này đều có SCP-1471A ở đâu đó trong khung hình. Như thể nó đang theo dõi họ và muốn họ biết điều đó. Sau 72 giờ, mọi thứ còn trở nên kỳ lạ hơn. Giờ đây, những bức ảnh mà cá nhân nhận được sẽ là hình ảnh của họ trong thời gian thực. Họ có thể nhận được một bức ảnh chính họ đang ngồi trên chiếc ghế, được chụp vào đúng thời điểm đó, ngoại trừ việc SCP-1471A đang đứng ngay sau họ. Nhưng khi họ nhìn ra sau, thì không có gì ở đó cả. Cứ như thể ai đó đang photoshop những bức ảnh của sinh vật kỳ dị này, nhưng lại làm nhanh đến mức khó tin. Cuối cùng, sau hơn 90 giờ trôi qua kể từ khi ứng dụng được cài đặt, sự kỳ lạ lên đến đỉnh điểm. Cá nhân đó sẽ không còn nhận được tin nhắn nữa. Thay vào đó, họ sẽ bắt đầu nhìn thấy loáng thoáng SCP-1471A trong đời thực, trong tầm nhìn ngoại vi của họ, trong các bề mặt phản chiếu hoặc cả hai. Đến lúc này, cá nhân bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục nhìn thấy SCP-1471A trong thế giới thực. Kết quả này cho đến nay là không thể đảo ngược. Những cá nhân đã bị đẩy đến giai đoạn tiếp xúc này đã báo cáo rằng thực thể dường như đang cố gắng giao tiếp bằng hình ảnh với họ. Nhưng không ai trong số họ có thể hiểu hoặc nắm được bất kỳ thông điệp nào mà thực thể đang cố gắng truyền tải. Đó là trường hợp của một đối tượng tên William. William lần đầu tiên tiếp xúc với SCP-1471 vào năm 15 tuổi, khi chị gái của anh ta, Sarah, cho anh ta xem một ứng dụng mà cô đã tải xuống trong ngày hôm đó. Mô tả của ứng dụng nói rằng bạn sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác khó xử khi phải ở nhà một mình nữa, rằng Marlow là một trải nghiệm thú vị và tương tác sẽ khiến bạn bị thu hút và tò mò. Và chỉ sau vài giờ sử dụng Marlow, bạn sẽ sớm quên đi tất cả những cảm xúc đau đớn và thất vọng. Cả William và chị gái đều không biết ứng dụng hoạt động như thế nào, nhưng họ cho rằng nó đang theo dõi họ bằng một loại GPS nào đó. Và chẳng bao lâu, William đã nhận được hình ảnh từ SCP-1471. Hình đầu tiên cận nhận được là ở sân trường. Hình ảnh SCP-1471A đang ngồi trên ghế khá khó để thấy. Anh ta mặc bộ đồ lông đen nhánh, móng nhìn như dao, một đôi mắt trắng tinh và một khuôn mặt trông giống như của một con thú với nụ cười toe toét như sói. William ngay lập tức hoảng sợ vì điều này, nhưng Sarah khẳng định
Nó dễ thương và buồn cười. William không chắc chắn lắm. Những bức ảnh tiếp tục được gửi đến trong những ngày tiếp theo. SCP-1411-A xuất hiện tại trường học, tại trạm xe buýt, trên đường gần nhà cậu, gần như mọi nơi mà cậu ta đi qua. Và sau đó, những bức ảnh bắt đầu xuất hiện như thể chúng vừa được chụp và gửi đi ngay. William và Sarah đều nhận được cùng một loại hình ảnh đáng sợ. Họ đã cố gắng xóa ứng dụng của điện thoại của mình để ngăn chặn chúng, nhưng họ không thể tìm thấy nơi ứng dụng được lưu trữ. Sau đó, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn. Sinh vật bắt đầu xuất hiện trong thế giới thực của William và Sarah. William hóa ra là người may mắn vì SCP-1411-A chủ yếu xuất hiện với cậu trong các bề mặt phản chiếu như gương. Cậu có thể che bằng một tấm màn khi không muốn nhìn thấy khuôn mặt thành đầu lâu chó kỳ lạ cười tê tét nhìn mình. Sarah thì kém may mắn hơn. Cô nhìn thấy sinh vật ở khắp mọi nơi cô nhìn. Nó luôn xuất hiện bên rìa tầm mắt của cô, có thể thấy loáng thoáng qua khóe mắt, hoặc cảm thấy nó rình rập xung quanh cô và quan sát cô khi ngủ. William có thể đối phó với sự xuất hiện của 1411-A, thậm chí đôi khi coi nó như một sự an ủi nào đó. Buồn thay, Sarah bị phát điên bởi những hình ảnh không bao giờ có hồi kết của sinh vật. Hiện tại, phương pháp điều trị duy nhất được biết đến để loại bỏ tác động của SCP-1411 và sự xuất hiện của 1411-A là loại bỏ khả năng tiếp xúc của cá nhân với hình ảnh trước 90 giờ kể từ khi cài đặt ứng dụng. Một khi đã qua 90 giờ, tất cả đã quá trễ và SCP-1411-A trở thành một sự hiện diện vĩnh viễn trong cuộc sống của cá nhân đó. Rất may, 1411-A cho đến nay không mang tính thù địch và không cho thấy nó gây ra mối đe dọa nào với những người bị ảnh hưởng. Ít nhất, không phải là một mối đe dọa về mặt thể chất. Tất cả các thiết bị di động được phát hiện có cài đặt Malo phiên bản 1.0.0 sẽ bị tịch thu và phân tích để tìm kiếm bất kỳ thông tin nào về người có thể đã tạo ra ứng dụng, cũng như các manh mối dẫn đến các thiết bị có thể đã bị lây nhiễm khác. Sau một cuộc điều tra này, pin của thiết bị sẽ được tháo ra, còn thiết bị được đặt trong bộ lưu trữ 91 tại địa điểm nghiên cứu 45. Ngoài ra, tất cả các cửa hàng ứng dụng trực tuyến dành cho thiết bị di động đều phải được giám sát để ngăn những người dùng ít nghi ngờ vô tình tải xuống phần mềm bất thường. Bất kỳ cá nhân nào bị nghi ngờ đã tải xuống SCP-1411 sẽ bị nhắm mục tiêu bởi một malware tự động. Nó sẽ vô hiệu hóa thiết bị cho đến khi các đặc vụ của tổ chức có thể thu giữ thiết bị bị nhiễm, do bản chất bất thường không thể đoán trước của nó và có khả năng phần mềm này có khả năng nhận thức. SCP-1411 đã được tổ chức SCP phân loại là Euclid, và các nghiên cứu thì hy vọng một ngày nào đó có thể quản thúc phần mềm dị thường này đang được tiến hành.